Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Lạy Thiên Chúa, cảm ơn quý bạn chị em, xin mời quý vị ngồi. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài đã mang đến trên đời sống của chúng ta khi chúng ta được trở nên con cái của Chúa. Praise the Lord for every blessing that we are bestowed when we become a child of God. Hôm nay chúng ta sẽ học một đề tài rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Today we're going to be studying a subject that's very important for us as Christians. Đó là sinh lại ở trong quyền năng. And that is the power of being reborn again in Christ. Cảm ơn Chúa vì đây là điều và là phép lạ lớn nhất xảy ra ở trong cuộc đời của chúng ta. We praise God because this is the greatest miracle that takes place in each and every one of us. Đây là một chương trình mà Đức Chúa Trời Ngài đã chuẩn bị từ trước buổi sáng thế để thực hiện cho chúng ta. This is a plan that God already had in place from the very beginning of time for His children. Ước mơ của chúng tôi là tất cả chúng ta đều sẽ nắm bắt được lẽ thật này. Our desire is that each and every one of you as believers will grab hold of this truth. Và mục tiêu của tôi là muốn đánh thức quý bạn chị em cho địa vị mà chúng ta có trong Chúa. And the purpose that I have this morning is to awaken you to the position that you have in Christ. Để chúng ta biết rằng Chúa Ngài đã tái sinh chúng ta để chúng ta cùng đời sống phước hạnh, chứ không phải sinh chúng ta lại rồi để chúng ta tiếp tục đau khổ. To remind you that you are born again in Christ so that you could be a blessing to others, not so that you could be born again to live, continue living a dismal life. Đức Chúa Trời muốn đời sống của chúng ta những cơ đốc nhân là đời sống siêu nhiên. God wants every believer's life to be supernatural. Bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời siêu nhiên. Because our God is a supernatural God. Ngài đến với chúng ta trong cái tự nhiên của chúng ta. He comes to us in the natural. Và Ngài đổ quyền năng của Ngài vào. And He pours His power upon us. Để chúng ta không còn sống một cách tự nhiên nữa, nhưng mà sống cao hơn những cái luật của tự nhiên để chúng ta có thể sống siêu nhiên cho Chúa. So that we no longer live a natural life, but in His power we can live in the supernatural. Chúng ta cần hành động trong quyền năng của Đức Thánh Linh để mục vụ của chúng ta được kết quả và đời sống của chúng ta được ảnh hưởng một cách lan rộng. We as believers have to, because it must be a norm in our life to operate in the power of the Holy Spirit so that we can bring others to Christ and be effective in the ministry. Phép lạ, sự chữa lành, sự khai phóng quyền năng, các ân tứ của Đức Thánh Linh phải là điều thường xuyên xảy ra trong đời sống của chúng ta. Because miracles and healings, the release of the power and the gifts of the Holy Spirit, that should be an everyday normal thing for us. Đây là những công việc quyền năng của Đức Chúa Trời làm cho việc chúng ta rao giảng lời Chúa và phúc âm cứu rỗi của Chúa một cách kết quả. Because all of these things make our ministry unto others, the work of God in our lives, effective. Để có thể chinh phục thế giới này cho Chúa, chúng ta cần thể hiện quyền năng của Đức Thánh Linh. To win this nation to Jesus Christ, we have to demonstrate the power of the Holy Spirit. Anh chị em, chúng ta là một đất nước có rất nhiều truyền đạo, rất là nổi tiếng, rất vĩ đại, nhưng lại có rất ít người được cứu trong những ngày qua. We as the United States of America, we have a lot of great preachers, but very few people are being saved. Chúng ta là một quốc gia đầy những người đã tuyên xưng mình là người con cái của Chúa, đi theo Chúa. We are a nation where so many declare themselves to be Christians. Nhưng mà theo các cuộc nghiên cứu thăm dò của dư luận thì khám phá ra rằng đời sống của những người Cơ Đốc nhân ở tại Hoa Kỳ này không khác gì với những người chưa biết Chúa ngoài kia. But it's unfortunate to say that whenever they have statistics or pollsters go out from Christian researchers, it's discovered that people cannot see the difference between a Christian and a non-Christian in this world. They're indistinguishable. Chúng ta là một quốc gia đang hướng về sự hủy diệt, nhưng mà có rất ít những Jonah ngày hôm nay nói tiên tri để báo và cảnh tỉnh cho những người lân cận của mình trở lại với Chúa. Just as in scripture, we are a nation that is depraved, we're headed for destruction, but yet there are very few Jonahs out there prophesying to the world. Chúng ta đang sống ở trong những ngày mà thế giới của chúng ta như gần nhất thế gần hồi chế giễu Đức Chúa Giêsu của chúng ta và buổi tiệc thánh ở trước sự chứng kiến của toàn thế giới. We can see in the most recent events at the Olympics, at the opening ceremony, that the world makes joke of Jesus Christ in the Lord's Supper. Chẳng những họ chế giễu Chúa, nhưng mà họ còn phỉ báng Chúa bằng cách lấy những người đồng giới để đặt vào trong vị trí đóng vai Chúa ở trong cái bữa tiệc đó. Not only do they make a mockery out of the Lord's Supper, but even the people that they chose to represent at that table at the opening of the Olympics, they were all of the gay, lesbian, transgender community. Và chúng ta thấy ở trong lễ bế mạc cũng không kém gì của cái sự tối tăm của thế giới này. And even in the closing ceremony of the Olympics, we saw that the enemy was at work and only darkness was displayed. Và chúng ta thấy một nhân vật, một ảnh tượng được nêu cao như là Satan để được cả thế giới nó đứng ở trên vai của đại diện của toàn thế giới, được tôn cao ở trong hình ảnh của
cái vòng tròn cuối cùng để ráp vào cho trong cái vòng tròn của Thế vận hội. And as we saw in the closing ceremony of the Olympics, there was an image, an idol, displayed high above all the nations and was exalted as they put the fifth circle to complete the Olympic circles. Con của sự tối tâm và quyền lực tối tâm không hề nhút nhát trong việc bày tỏ những điều họ tin. The enemy and the children of those in darkness are not afraid to display the things that they believe. Trong khi đó thì con cái của Chúa là con của Đức Chúa Trời toàn năng, là con cái của sự sáng, thì chúng ta nhút nhát, lo sợ và trốn ở trong bốn vách tường của nhà thờ. But we have Christians who are the children of God, who are so timid that they do not go out and preach the goodness in God. Instead, they hide in the four walls of the church. Đời sống của chúng ta cần phải thể hiện quyền năng của Chúa. Our lives must display the power of God. Những cơ đốc nhân, những Christian, chúng ta cần bày tỏ đấng Christ ở trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. As Christians, we have to display, reflect the nature of Christ in our lives every day. Nó không thể chỉ là một cái danh xưng người ta gọi chúng ta, nhưng mà phải là sự sống của chúng ta. It can't just be a title by which people call us, but it has to be a way of life. Vậy anh chị em, điều gì hết sức cần ở đây? So my brothers and sisters, let me ask you, what is needed today? Nó đòi hỏi một sự vận hành trong quyền năng của Đức Thánh Linh. What we need as believers is to operate in the power of the Holy Spirit. Sứ đồ Phaolô đã rao truyền tin lành của Chúa ở tại một thành phố mà chúng ta biết rằng cũng không kém tội lỗi như ngày hôm nay. We know that Paul visited a village, a town where we know that was full of sin. Và chúng ta thấy rằng ông đã viết ở trong thư Côrintô thứ nhất chương 2 từ câu 4 cho đến câu số 5 để bày tỏ ra cái kế hoạch mà Đức Chúa Trời Ngài đã dùng ông để có thể chinh phục, để có thể đem tin lành của Chúa đến cho thành phố Côrintô này. And we see that Paul leaves for us in the book of 1 Corinthians chapter 2 verse 4 that the message that he wants for the Corinthians. 4 and 5 verses 4 and 5. Sự rao giảng của tôi không phải bằng những lời lẽ khôn ngoan và thuyết phục, mà bằng sự thể hiện sức mạnh Thánh Linh, để đức tin anh em không dựa trên sự khôn ngoan của loài người mà dựa trên quyền năng của Đức Chúa Trời. 1 Corinthians chapter 2 verse 4 and 5. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. Và trong thư gửi cho thành phố Thessalonica, ở trong Thessalonica thứ nhất chương 1 câu số 5, ông cũng xác nhận điều này. Phúc âm của chúng tôi đến với anh em không đơn giản bằng lời nói, mà còn bằng quyền năng Thánh Linh và với niềm tin chắc sâu sắc. And Paul also writes to the Thessalonians in 1 Thessalonians 1 verse 5, because our gospel came to you not simply with words but also with power, with the Holy Spirit and deep conviction. You know how we lived among you for your sake. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài đang chuẩn bị để thể hiện ra một hội thánh đầy quyền năng của Chúa. I believe that God is about to cause his body, the church of God, to move in power. Chúng ta biết những dấu hiệu mà trong những ngày qua gần nhất trong Thế vận hội cho chúng ta thấy rằng Ngài Đức Chúa Jesus Christ trở lại đã rất gần. We recognize in the most recent signs of the times, especially during the Olympics, that the time of Jesus Christ returning is very near. Nhiều dấu hiệu cho thấy rằng những lời tiên tri trong sách Khải Huyền đang được ứng nghiệm. We see that many of the revelations that were displayed to us in the book of Revelations have been seen here on earth. Chúng ta thấy có một sự phục hưng đang diễn ra. We see that there's a revival taking place. Sự phục hưng của điều ác. A revival of evil. Và sự phục hưng của những điều tốt đẹp. As well as a revival of the good. Của quyền năng của hội thánh của Chúa. With revival of the power of the church of God. Như tôi nhắc anh chị em, trong những ngày sắp đến chúng ta sẽ thấy một cách rõ nét giữa cái ranh giới của những điều tốt đẹp của con cái của sự sáng, của nước sáng láng của Đức Chúa Trời và nước của sự tối tăm, cũng như con cái của sự dữ. Let me remind you, church, that in days to come we're going to see a very clear division between the kingdom of darkness and the kingdom of God. Cho nên tôi khuyến khích anh chị em nghe thật kỹ sứ điệp ngày hôm nay. So I encourage you, my brothers and sisters, to listen very carefully to today's word. Chẳng như vậy mà chúng ta cũng phải trang bị dạy dỗ, chuẩn bị cho con cháu của chúng ta, bởi vì khi chúng ta tụ trường và trở lại trường thì chúng ta biết rằng sẽ đối diện với rất là nhiều điều gian ác đang chờ chúng nó để ảnh hưởng trên chúng nó. And not only must you prepare yourselves, but parents, you must prepare your children, because as they return to school, if they've not done so already, they're going to encounter the evilness of this world, and they must be prepared. Hệ thống giáo dục ở tại Hoa Kỳ này đang có một mục tiêu để biến con cái chúng ta trở nên những người mà chúng ta không vừa ý và không vừa lòng, bởi vì nó không đúng theo lời của Đức Chúa Trời. There is an undermining strategy in the education system that's trying to change our children for the bad. Họ chuẩn bị để dạy con cái chúng ta rồi sẽ sử dụng chất quá chất
để có thể hủy diệt giới tính của con cái của chúng ta. They are leading the children in a way where in the future we're going to see that they're going to use a chemical changes to dismantle the gender of your child. Và đây là điều mà chúng ta biết rằng đang rình rập chờ đợi. And we know that this is right on the horizon. It's approaching us very quickly. Tạ Chúa tại tiểu bang Texas của chúng ta. We praise God because here in the state of Texas, chúng tôi có cơ hội để dự phần vào trong một cái kế hoạch, đó là tranh đấu để cha mẹ phụ huynh ở tại tiểu bang này có quyền để đem con cái của mình vào các trường tư thay vì chúng ta ở trong trường của chính phủ. It's private. So here in Texas, we had the honor to work with the government officials to have children be able to join in private schools instead of public schools. Chúng ta tin Chúa rằng tất cả Đức Chúa Trời ngài dựng nên trời đất và muôn vật trong đó của loài người của chúng ta. We believe that God created all creatures, and that includes us, mankind. Nhưng mà trường học thì dạy rằng con cái của chúng ta cũng như chúng ta đã được tiến hóa từ khỉ, từ vượn người, rụng đuôi, tuột xuống khỏi cây để đi thẳng lưng lên và làm con người ngày hôm nay. But you see, the education system really wants to push that evolution theory, and that is that we as humans, we once came from apes. If you're not a monkey, you're an ape if you have a tail. So, and that our tails, that we once came from monkeys because they have tails, veggie tails. And when your tail fell off and now you stand up tall on your two legs and now you're a human. Anh chị em, chúng ta đang ở trong một cuộc chiến rất lớn ở trong những ngày cuối rốt này. My brothers and sisters, we are in a very big war in these last days. Đức Chúa Trời đang phục hưng hội thánh của Ngài. God is reviving his church. Ngài đánh thức hội thánh của Chúa. He's awakening his body. Và đây là điều phước hạnh mà chúng ta được dự phần vào. And this is the blessing that we're able to partake in. Nguyện xin Chúa ngài ban phước để đánh thức chúng ta. May God bless us so that we can be awakened in Him. Để chúng ta sẽ sống trong phước hạnh mà Chúa đã ban. So that we can live in the blessing that God has in store for us. Trời được mở ra, cổng thiên đàng mở rộng trên cuộc đời của chúng ta. There is an open heaven above us. Để giới thiệu cho thế nhân. So that we can introduce to mankind. Một hội thánh được Đức Thánh Linh trang điểm sẵn sàng để được tiếp rước. A church that the Holy Spirit has prepared and is ready to receive. Một hội thánh sống trong sức sống của Chúa và đầy quyền năng của Ngài. And a church that's living through the life that Christ provides of power. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Thi Thiên 66 câu số 3 là câu gốc của chúng ta trong ngày hôm nay. This morning I want to share with you that our theme verse is Psalm 66 verse 3. Hãy thưa cùng Đức Chúa Trời rằng các việc Chúa đáng sợ thay, nhưng vì quyền năng rất lớn của Chúa, những kẻ thù nghịch Chúa đều sẽ suy phục Chúa. Say to God, how awesome are your deeds, so great is your power that your enemies cringe before you. Hội thánh trong thời kỳ cuối rốt này là hội thánh quyền năng của Chúa. The church in these last days must be a church of power. Là hội thánh nắm quyền cai trị. It's a church that's going to rule and reign on this earth. Anh chị em thân mến, chúng ta chưa hề thấy thể hiện quyền năng của Chúa trên hội thánh của Chúa như trước đây. My brothers and sisters, I want to tell you that we have not seen the manifestation of the power that's about to be taken place in the body of Christ. Đức Chúa Trời ngài đang chuẩn bị và sẽ giới thiệu một hội thánh đầy quyền năng của ngài cho thế giới này. God is preparing and will introduce a church that is full of His power for all the world to see. Chúa ngài sử dụng miệng của trẻ thơ và những con đương bú để có thể bày tỏ năng lực của ngài. And God will use the mouths of babes to display His power. Chúa ngài đang làm việc và chúng ta thấy các em thiếu nhi ở trong hội thánh của Chúa tại đây cũng như nhiều nơi trên thế giới đang được Chúa Trời dấy họ lên làm những con người mạnh mẽ ở trên đất này. God is at work and we see children in VBC Kids, the children there as well as children all around the world, they're rising up and prophesying, moving in the work of God. Hiện tại đang có mục tiêu để có thể hướng dẫn 2 tỷ em thiếu nhi trong những ngày sắp đến để họ sẽ trở nên những người con Chúa và trở nên những người đầy quyền năng của Chúa. There's a plan in place to have 2 billion children be educated and be raised up in the ways of the Lord. Anh chị em, các em là những người rất là dễ để tin Chúa. Children, they're so easy, they're open to God and they willingly and readily receive salvation. Theo thống kê cho biết về các em từ tuổi 5 tuổi cho đến năm các em 13 tuổi thì có đến 75% những người tin Chúa là tin Chúa trong lứa tuổi đó. Statistics tell us that children between the ages of 5 and 13, 75% of them come to the Lord. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì lứa tuổi này đang rất đông trên quả địa cầu của chúng ta. And we praise God that this age range is very very heavily populated around the earth. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa ngài đã cho hội thánh của Chúa những sứ điệp rất đơn giản nhưng mà giúp đỡ cho các em
chống lại với lại sứ điệp mà thế giới này đang muốn nhồi nhét ở trong đầu của các em. And we praise God because He's given us a very simple message, but powerful and effective message to touch the lives of these children that opposes the message that they're receiving from the enemy. Trong khi có những quyền lực tối tăm đang tìm cách để tiêu diệt các em, bắt cóc các em, bán các em, nhốt các em làm nô lệ tình dục, và chúng ta thấy rằng đã hành hạ các em một cách hết sức là tàn nhẫn. In a time such as this, we see that the enemy has his strategy to rob us of our children, to kidnap them from us, and to bring them into a lifestyle of homosexuality. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì hội thánh của Chúa đang có một sứ điệp trong quyền năng của Chúa. But we praise God because the Church of God has a message of power. Để nói với các em rằng các em là những người được Chúa yêu thương nhất. That you, child, are one that God loves. Và chúng ta cần giúp đỡ để các em nhận biết mình là ai ở trong Chúa. And we have to help these children to recognize who they are in Christ. Amen, anh chị em. Amen. Chúa Ngài sẽ sử dụng hội thánh của Ngài trong những ngày cuối cùng này. Church in these very last days. Và Chúa Ngài đang làm những công việc lạ lùng của Ngài khắp nơi trên thế giới. God is doing His marvelous works all over the world. Và tôi tin rằng trong những ngày sắp đến, nước Mỹ cũng sẽ kinh nghiệm sự phục hưng lớn lao mà Chúa Ngài đang làm ở khắp nơi, và Ngài cũng sẽ làm ở tại đây. And I believe in the days that come that even the United States will experience the hand of God moving in the miraculous. Và điều tuyệt vời hơn nữa đó là Chúa muốn sử dụng tất cả anh chị em tại đây làm những sứ giả phục hưng cho cuộc phục hưng này. Is that God wants to use each and every one of you to be a voice for revival. Revivalist. To be a revivalist. Chúa muốn tất cả chúng ta là những người sứ giả phục hưng cho Chúa. God wants each and every one of us to be a revivalist. Và những gì chúng ta kinh nghiệm, chúng ta có thể chia sẻ bày tỏ để nhiều người cũng được đời sống của họ được phục because hồi. Because of everything that we've experienced in Christ, we can go out and preach that to others so that their lives can be redeemed and restored. Kẻ thù của Chúa sẽ được đặt ở dưới bệ chân của Ngài. The enemies of the Lord will be put under His foot. Cho đến chừng điều đó xảy ra thì Đức Chúa Giêsu chưa trở lại. But until that happens, the Lord Jesus will not return for the second coming. Có nhiều người ngồi cứ chờ Chúa tái lâm, ngày Chúa trở lại. We see a lot of believers that are just sitting there and they're just waiting for one thing, and that is for Jesus' return. Nhưng mà lời của Chúa bày tỏ cho chúng ta cho đến chừng Chúa Ngài sẽ đặt thế giới này ở dưới chân của Chúa Giêsu. The entire world is put under the foot of Jesus Christ. Cho nên chúng ta phải là những người thực thi công việc đó. So we, as the children of God, we have to help this take place. Lời của Chúa bảo rằng nhân vì quyền năng rất lớn của Chúa. The word of God says because of the great power of the Lord. Không phải lời giảng của Chúa. Not by the teachings of God. Cũng không phải là bài giảng của các mục sư. Not even the sermons of the pastors. Cũng không phải công việc tôn giáo. And not even the works of religion. Mà nhân vì quyền năng rất lớn của Chúa. But because of the great power of the Lord. Chúng ta có thể đã từng thấy quyền năng của Chúa. We may have seen the power of God move. Nhưng bây giờ Chúa Ngài báo cho chúng ta biết rằng Ngài sẽ hành động trong quyền năng rất lớn của Ngài. But God is here to tell us that He's about to move even greater in His power amongst His people. Anh chị em, Cơ Đốc giáo sẽ không có quyền năng thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ lùi vào trong cái chỗ của tôn giáo bằng hình thức. My brothers and sisters, we have to recognize that Christianity without the power of the Holy Spirit, then it just slides back into become religion. Anh chị em có biết tại sao trong cái nhà thờ người ta đốt nến lên không? My brothers and sisters, do you know why in church they light candles? Không có sự hiện diện của Chúa. Because there is not the presence of God. Cho nên phải đốt những ngọn nến để cho nó lung linh, nhìn thấy nó là quyền bí, nó là cái gì đó thiêng liêng. And so they light candles so that the flame will flicker and move about so that it seems like a supernatural atmosphere. Chúa Ngài đã đổ quyền năng của Ngài và lửa từ trời xuống trên hội thánh khi hội thánh được khai sinh. But God has poured out His spirit, His fire amongst His people. Cho nên mỗi chúng ta phải là những người mang sự hiện diện của Chúa. So each and every one of us must carry His presence wherever we go. Đừng để cho những ngọn nến bày tỏ công việc của chúng ta. To take our place and to flicker and to bring about somewhat of a supernatural atmosphere. Để quyền năng của Chúa đổ đầy cho đời sống của power of God to fill you and you bring about the supernatural to this world. Như Phaolô đã nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu số 4. As Paul said in 1 Corinthians chapter 2 verse 4. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra của Thánh Linh và quyền phép. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power. Không có Đức Thánh Linh, không có quyền năng của Chúa, chúng ta không thể toàn thắng được. Without the power of the Holy Spirit, we cannot overcome and be victorious. Chữ toàn thắng hay là triumph chúng ta thấy ở đây mang một ý nghĩa là kẻ thù sợ tái mặt khi gặp chúng ta. We have to understand that the word triumph, to be triumphant, to be victorious, means that the enemy shudders before us. Anh chị em có bao giờ thấy những người bị quỷ ám gặp anh chị em mà sợ bỏ chạy không? My brothers and sisters, have you ever seen somebody who is demon oppressed and that demon shudders before you? Hay là chúng ta sợ chúng ta bỏ chạy? Or are you the one that is timid and afraid and you take off running? Anh chị em xin Chúa nghe cho hôm nay anh chị em nhận được cái sự mặc khải và nhắc nhở từ nơi Chúa
quỷ phải sợ chúng ta chứ chúng ta không sợ. But brothers and sisters, let us pray that you receive the revelation of the Spirit that the demons they have to fear you. Bởi vì đấng ở trong chúng ta lớn hơn chúng ta. Because God that is in you is greater than them. Amen. Amen. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta nhận thấy điều này. So may God help us to understand. Có rất là nhiều người cần được giải cứu. There's so many people out there that need to be delivered. Đáng lý chúng ta đem quyền năng của Chúa để giải cứu họ. What we're supposed to do is bring the power of God to help deliver them from their oppression. Thì nhiều người tin đồ lại sợ quá, sợ ma, sợ quỷ. But yet there's so many Christians out there that who are afraid of demons. Let's bring it down to normal. Chúng ta để cho người ta tiếp tục ở trong sự đau khổ. They're afraid of ghosts and goblins, and we leave those people in their own demise. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta làm những người đi giải cứu họ. But God wants us to be deliverers. Tin lành của Chúa đến đâu chúng ta cứu người ra khỏi so that wherever the gospel of Christ goes, people will be saved from the kingdom of hell and be brought into the kingdom of heaven. Tất cả đòi hỏi quyền năng của Chúa thể hiện. And all of it requires that you have the power of the Holy Spirit. Anh chị em, chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được Chúa Ngài phục hồi ở trong ơn của Chúa. We praise God because God has restored us and redeemed us. Chúa đã chọn chúng ta để bày tỏ ra sứ điệp này. To display or to share this message. Chúa chọn người Việt Nam của chúng ta ra từ một đất nước, trong một trong bảy nước được biết là nước ở dưới sự cầm giữ của con rồng. God chose the Vietnamese people, which are people that came from one of the seven nations that are known to be under the submission of the dragon. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa cho chúng ta đã thắng nó. But we praise God because God has allowed us to overcome the dragon. Bởi vì cánh tay quyền năng của Chúa đã giải cứu chúng ta. Because the almighty hand of God has saved us. Và trong Đức Chúa Jesus Christ đã làm chúng ta được thắng mọi phần. Causing us to be restored to our authority. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài muốn sử dụng chúng ta để lan tỏa ra sự đắc thắng này của Chúa. And we praise God because God wants to use us to reflect and to share out this victorious, triumphant spirit to those around us. Lời của Chúa trong Joel chương 2 câu 21 nói. In the word of God in Joel chapter 2 verse 21 it says. Đó là hỡi đất chớ sợ chi, hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ vì Đức Giê-hô-va đã làm những việc lớn. Do not be afraid, land of Judah, be glad and rejoice. Surely the Lord has done great things. Thời kỳ của bạn bị hiếp đáp đã qua rồi. The time of you being bullied is over. Nhưng mà chúng ta đang được Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta chuẩn bị làm những việc quyền năng trong quyền năng lớn của Chúa. God is preparing you now to do great and mighty things in His Spirit, in His power. Anh chị em hãy bước ra khỏi những công tác của tôn giáo và bước vào quyền năng của Chúa. So my brothers and sisters, step out of religion and step into the supernatural of God. Đã đến lúc chúng ta bước vào sự tự do của Chúa. It's time to step into the freedom that God has for you. Anh chị em có bao giờ nghe câu chuyện về con voi bị chết cháy chưa? Chết cháy? It's burned to death. Have you ever heard the story of the elephant that's been burned to death? Có câu chuyện kể là có một chú voi bị chết cháy khi cái lều của đoàn xiếc There's a story of an elephant that was burned alive and unto his death when at a circus. Khi những người chủ lửa đến nơi thì họ ngạc nhiên khi thấy cái cảnh này. When the firefighters came, they were a little bit surprised to see this. Đó là một con voi bị chết cháy. And that is that the elephant had died in the flames. Chân của nó bị cột vào cái xiềng. Its leg had been chained. Và phía kia của cái xiềng đó là một cái cây cọc nhỏ bằng tre. Chained to a very small stick. Bamboo stick. Bamboo stick. Họ ngạc nhiên và họ đặt cái câu hỏi là tại sao chuyện này có thể xảy ra được? And they asked, the fireman asked, how could this have happened? Người huấn luyện viên của con voi này đã khóc và giải thích đó là lỗi của họ. The trainer of the elephant, he explained to the firefighters in tears. Đó là con voi được huấn luyện bằng cách xiềng nó vào một cái cây cột to và chắc. That the elephant was raised up and trained, chained to a very sturdy post. Nhiều lần con voi tìm cách để thoát. And many times the elephant tried to escape from that. Nó vật lộn với cây cột to đó. And he would wrestle with that sturdy, strong post. Nhưng mà thất bại. But he failed. Ngày này sang ngày khác, nó chiến đấu để vượt ra khỏi cái sự The elephant was trying to escape by breaking his chains from that post. Rồi một ngày nó không chiến đấu nữa. And then one day the elephant gave up. Vì nó ấn trí rằng. Because in its mind. Nó không thể nào thắng được cái cột đó. It had finally been succumbed to the fact that it could not win over that sturdy post. Sau đó người ta xiềng cái chân của con voi vào trong một cái cọc bằng tre. And afterwards they begin to chain that elephant's leg to a bamboo stick. Voi không nhổ cọc bởi vì nó ưng trí rằng nó không thể nào thắng được cây cọc. The elephant, which could have easily broken apart that bamboo stick, did not, because in his mind he was already defeated that he could not overcome whatever the chain was attached to. Với sức mạnh của con voi mà nó có thể đứng ở tại đó bị xiềng vào trong cái cọc bằng tre
và chịu chết cháy. You have to understand the imagery of a very strong elephant chained to simply a bamboo stick to the point where he would not escape a fire and then was burned alive. Nguyện xin Chúa cho đời sứ điệp hôm nay sẽ đánh thức những con voi có mặt ở tại đây. May this message today awaken the elephants here in the room. Nếu anh chị em đã nhục chí và đã chịu trận cho sự tấn công của thế giới tối tăm. If you have been defeated by the enemy in your mind. Và chúng ta đã bằng lòng chấp nhận cái sự sống của chúng ta. And you are willing to accept where you are in life. Đó là sống đời phải khổ. And that is to live here on this earth has to be living in torture. Con cái của chúng ta thì sẽ tiếp tục hư hỏng và hư hỏng. The generations to come will continue to live a life of demise. Thế giới và xã hội chúng ta phải chấp nhận nó như vậy. And the world, the way that it is, we just have to accept it. Nhưng không, Chúa Ngài đã định cho chúng ta. God has already determined for each and every one of us. Muốn chúng ta ảnh hưởng trên thế giới này. He wants us to impact this world. Ngài nói chúng ta là muối của đất. He says that we are salt of the earth. Ngài nói chúng ta là ánh sáng của thế gian. He says we are light to the world. Anh chị em làm cái thành được cất ở trên bờ cao. You are a city built upon a hill. Không gì có thể che khuất chúng ta được. There's nothing that can hide you. Có con voi nào đã bị khuất không? Is there any elephants in here that have been hit? Trong những ngày qua chúng ta chịu trận vì những việc mà bị bỏ trên đầu chúng ta. Are there any elephants here that in the last few days you've been overcome with defeat? Xin Chúa cho đời hôm nay. May God help you today. Anh chị em sẽ vung đai của mình lên. You're going to rise up. Nhận biết sức mạnh mà Chúa ngài làm trên đời sống của chúng ta. That God has for you in your life. And kick that chain off. Amen. Amen. Chúa muốn chúng ta sống trong sự tự do. God wants us to live in His freedom. Đã đến lúc chúng ta bước đi trong sự tự do và trong ơn của Chúa. Chúng ta không còn làm nô lệ cho tôn giáo. We no longer see slaves to religion. Cho sự lừa gạt của Satan. To the lies of the enemy. Và những cái kế hoạch của hệ thống của thế gian này. And to the plans or the strategies of this world. Nhưng mà chúng ta thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời. But we are kingdom people. Và Chúa ngài muốn chúng ta tràn lớn vào. And God wants us to go into the world. Đem văn hóa của nước trời vào trong thế giới này. Kingdom, the culture of heaven to this world. Giới thiệu cho những cuộc đời. And introduce it to people's lives. Giới thiệu cho những gia đình. Introduce it to their families. Giới thiệu cho những gia tộc. And introduce it to the ethnicities and races. Nước trời phước hạnh như thế nào để chúng ta có thể mời họ bước vào. Is a blessing and they should step in. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Đã đến lúc chúng ta trỗi dậy. It is time for us to rise up. Chiếm lấy đất hứa. To attain and conquer the promised land. Là đất đường sữa và mật đang chờ đón chúng ta. A land that is full of milk and honey. Chúa hứa ban cho chúng ta đất hứa này. God reminds, He has told us that He is giving us the promised land. Chúa nói rằng kẻ trộm đến để cướp giết và hủy diệt. Jesus Christ says that the enemy comes to steal, kill and destroy. Nhưng ngài đến để chiêm của ngài được sự sống và được sự sống. Jesus Christ came to give life and to give life abundantly. Anh em cảm ơn Chúa vì Chúa đến để chúng ta có sự sống sung mãn. My brothers and sisters, praise God that we can have an abundant life through Jesus Christ. Đã đến lúc chúng ta sẵn sàng để chạm trán với quyền năng của Đức Chúa Trời. And it's time for us to have an encounter with the power of God. Sẵn sàng để nhận sự tự do khỏi những hình thức của sự cầm buộc. It's time for us to receive the freedom that we have from our bondage. Khi quyền năng rất lớn của Chúa thể hiện. Whenever the power of God is displayed, chúng ta sẽ nắm quyền kiểm soát. We're going to be able to evaluate. Chúng ta để cho thế giới we'll có tâm năng nắm quyền kiểm soát. So that the enemy will not be in control of our lives. Quyền năng rất lớn của Chúa hành động trong chúng ta. Whenever the great power of God is working through us, chúng ta sẽ bước đi trong uy quyền. We'll be able to walk in the authority that God has given us. Chúng ta được tái sinh trong quyền năng. Whenever we are born again through the power of God, thì chúng ta không thể chết như một con người yếu đuối. We can't die in this life as a weakened person. Cho những ai chấp nhận thân phận của mình là một tín đồ yếu đuối trong hội thánh. Anh chị em hôm nay hãy được tự do khỏi tâm trí đó. For any of you here in this place that think that you are a weakling kind of Christian, you must be awakened today to recognize your authority and position in Christ. Đức Chúa Trời đã kế hoạch chương trình cứu rỗi của Ngài từ đời sáng thế. For salvation from the beginning of time. Ngài đã làm tất cả những việc cần phải làm. He's done everything that He needs to do. Và lấy quyền năng tối thượng của Ngài để khiến Chúa sống lại từ chết. The resurrection power to raise Jesus from the dead. Và khi chúng ta được tái sinh, Ngài đặt quyền năng tối thượng đó vào trong. And when we are born again in Him, He gives us that resurrection power. God is very sad whenever He sees His children living a cold and helpless life. And He's so sad whenever we waste away and take for granted our salvation. Brothers and sisters, it's time to rise up. Step into the divine plan that God has for you. You are a creation of God full of His power. Bạn là cái tác phẩm mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. You are the invention that God created. Đã được Chúa ngài sắm sẵn để chúng ta làm những việc lành mà Chúa đã dựng nên cho chúng ta. He's prepared you to do His good works. You have everything that you need. Amen, Jim. Amen, my brothers and sisters. Woo. Woo.
Khi chúng ta hiểu được lẽ thật sẽ giải phóng chúng ta. The truth will set you lẽ thật free. Mà chúng ta biết sẽ giải phóng chúng the ta. The truth that you know will set you free. Bốn lẽ thật then chốt để chúng ta có thể sống một đời sống phước hạnh siêu nhiên ở trong ơn của Chúa. There are four truths that you need to have to live a supernatural life in Christ. Thứ nhất đó là Chúa là ai? That who God is in your life. Ngài là đấng toàn năng. He is the Almighty One. Amen. Amen. Lẽ thật thứ hai. The second truth. Đó là Ngài đang ở trong mỗi chúng ta. And that is that He's living in each and every one of you. Nếu bạn được tái sinh là bạn đang có Chúa ở trong mình. You have God living in you. Lẽ thật thứ ba đó là. Tôi sống trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Is that you can live in the power of the Holy Spirit? Và lẽ thật thứ tư đó là. And the fourth truth. Tôi khai phóng quyền năng của Chúa trong hành động. Is that I can release the power of God through action? Chúng ta không còn ngồi để chúng ta đánh võ miệng nữa. We're no longer going to sit there and đánh võ miệng to speak with wind. To fight with your mouth. To fight with your mouth. Hay là những chiến sĩ đang ngồi trên bàn phím cứ đánh ở trên or soldiers on a screen that continue giving your opinion through the comments of your social media. Anh chị em, điều đó chỉ đem gây tai họa đến cho người khác. My brothers and sisters, that only brings about destruction to another. Người ta cần được giải cứu. They need to be delivered. Người ta cần người bước đi trong thánh quyền của Chúa. They need somebody stepping in the power and the authority of Christ. Để giải cứu họ. To save them, deliver them. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Dạ, khen Chúa. Praise the Lord. Thứ nhất, chúng ta được sinh vào vương quốc của Đức Chúa Trời với sự ban cho quyền năng. The first thing that I want to share with you to the first point is that you enter into God's kingdom with a power gift package. Quyền năng chỉ dành cho những người được tái sinh. Power is only reserved for those who are born again. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được tiếp nối vào quyền năng của Chúa. Praise God that we are connected to the power of God. Và nó được truy về cái giây phút mà chúng ta tiếp nhận Chúa làm and của Chúa đời sống. And it can be traced back to the very moment when you received Jesus Christ as your Lord and Savior. Và đó là lý do tại sao được gọi là cái phép lạ lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. We can say that it's the greatest miracle that happens in your life. Giăng chương 1 câu 12 lời Chúa chép. Let's look at John chapter 1 verse 12. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, lại ban cho những kẻ tin danh Ngài. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Trong bản kinh thánh mà chúng ta thấy ở trong nguyên tác đó là Ngài ban cho chúng ta quyền năng, power. We see in the scriptures that we have is that God gives us power. Chúng ta khi chúng ta tiếp nhận Đức Giêsu làm cứu Chúa đời sống thì Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta quyền phép và là quyền năng để chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Whenever we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, he gives us the power to become his children. Anh chị em, chúng ta hãy hiểu điều này. We have to understand this. Đức Chúa Trời là quyền năng. God is power. Chúng ta có một Đức Chúa Trời toàn năng là cha của chúng ta. We have an almighty God full of power as our father. Khi chúng ta được dựng nên, loài người chúng ta được dựng nên. Whenever we were created, thì chúng ta thấy loài người chúng ta đã được Chúa Ngài ban cho một cái đặc ân rất là lớn lao. We see that God gave us a very big honor and privilege. Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta giống như Ngài. He created us in his image. Mà Ngài là ai? But who is he? Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. He is the almighty God. Ồ, chỗ này đáng lý có người đứng lên mà cảm ơn Chúa vì tôi đã được dựng nên. When you receive that revelation, you should be rising to your feet saying praise God. Còn anh chị em nghe họ mắng anh chị em lâu quá rồi, chúng ta là từ người, chúng ta là từ khỉ, chúng ta là con bò sát, chúng ta là cái gì đó rụng đi tiếng quá lên anh chị em, cho tôi lâm trọng báo cho anh chị em rằng anh chị em là những người đã được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Perhaps you've been taught wrong for so long. Dựng nên chúng ta giống như Ngài. But no, you came from God. You created in his likeness, in his image. Nhiều người vẫn ngồi đó. Mà, some of y'all are just still sitting there. Tôi thà làm con cháu của khỉ hơn là người được cứu Chúa ngày dựng nên. A descendant of monkeys and to be a descendant of Christ. Anh chị em, rồi tôn giáo của Á Châu của chúng ta, của Việt Nam của chúng ta cũng vậy, chúng ta nhiều điều hết sức là kinh hoàng. And I'm here to tell you, for those of you from Vietnam, even our own Vietnamese people, they teach us wrong. Mình là con rồng cháu tiên, mục sư. That we are children of the dragon. And fallen angels. And fallen angels. Đó là văn hóa của mình, đó là bao nhiêu ngàn năm lịch sử của mình, mục sư ơi. That's our culture, pastor. I'm here to tell you, through all the Vietnamese generations, that's what they've taught us. Nếu cơ đốc nhân nào vẫn còn tin như vậy. But if you as a Christian are still believing in that. Anh chị em đang phỉ báng Đức Chúa Trời. You are mocking God. Con rồng là con rắn năm xưa là ma quỷ. The dragon is a snake of old from the enemy. He is nó Satan. Không phải là đấng hay là he sáng tạo chúng ta, God that was able to create us. Nhưng mà Chúa toàn năng.
But our Almighty God, Đức Chúa Trời tự hữu hằng hữu, the God who was and is to come, đã tuyên bố rằng hãy ta chúng ta hãy dựng nên loài người theo hình ta và theo tượng by His word that we should create mankind in our image, in our likeness. Và chúng ta có giá trị là như vậy. And our value is there. Amen, anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Chúng ta được Chúa dựng nên giống như Ngài. We praise God because we are created in His likeness, in His image, and because He is full of power. Cho nên khi tội lỗi đã làm cho chúng ta mất sự vinh hiển của Chúa, when sin came and caused us to lose the glory of God, thì Đức Chúa Trời có kế hoạch để phục hồi chúng ta. A plan to restore us. Đó là trong Đức Chúa Giêsu Christ. That through Jesus Christ, khi chúng ta tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa đời sống, as our Lord and Savior, thì Ngài ban chúng ta quyền phép, quyền năng để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. The power to become children of God. Tức là Ngài đem quyền năng trở lại trong cuộc đời của chúng ta. And that is that He restores the power back in our lives. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Cho tôi nói, bạn được sinh vào vương quốc Đức Chúa Trời với một gia tài, đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. I'm here to tell you that you were born into the kingdom of God with great value, and that is with the power of God. Cho đến chừng bạn tiếp nhận Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời thì bạn chưa tiếp xúc được với quyền năng của Đức Chúa Trời. Because until you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, recognizing that He is the Son of God, you have not been connected to that power. Anh chị em, hãy nhận biết chúng ta là con cái của Chúa quyền năng. So my brothers and sisters, you must recognize that you are children of the power of God. Đức Chúa Trời không giống như cha của chúng ta. God is not like your natural father here on earth. No. Oh, sorry. Strongly emphasize this. Chúa không giống như là cha của chúng ta. God is not like our your father. Ngài là cha của chúng ta. He is your father. Amen. Amen. Did you get that? He's not like your dad. He is your dad. English speaking, you get that. So he is my father. Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. He gives us the power and the authority to become the children, His children. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm Cứu Chúa đời sống, receive Jesus Christ as our Lord and Savior. Đức Chúa Trời là cha chúng ta. God is our father. Ngài không giống như một nhân vật giống như cha của chúng ta. He's not like somebody who is like our father. Ngài là cha chúng ta. But He is our father. Và Ngài ban chúng ta trở lại. And He gives us để chúng ta dự phần vào bổn tánh của Ngài. The restoration to be in His likeness, to have His nature. Có những con voi bị cột, bị xiềng đang lắc đầu, không được. There's không some được. Elephants here that are still chained. Cái này nghe có cái mùi kiêu ngạo đó, mục sư ơi. This can't be possible. It actually sounds kind of prideful. Và đó là lời Chúa. But this is the word of God. Nhưng hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. In the NIV it says, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. I like the power more. Mình xin Chúa ngài ban phước để chúng ta có thể nhận biết được điều này. So may God bless us so that we can accept this truth. Bạn là con cái của Chúa quyền năng. That you are a child of God, full of power. Và nếu chúng ta thật là con cái của Chúa quyền năng, and if you are a child of God, full of power, thì con phải giống cha. Then you have to look like your Amen. Father. Amen. Và nếu chúng ta trở lại với thư Ê-phê-sô chúng ta học thì chúng ta thấy rằng Chúa ngài cứu chúng ta để rồi ngài đặt chính mình ngài vào trong chúng ta để chúng ta có thể sống giống như cha chúng ta trên trời. When we go back and we study the book of Ephesians, we're going to see that God saved us to become more and more like Him, from glory to glory. Quyền năng chính là nền tảng của sự sống mới của chúng ta trong Đức Chúa Jesus. Power is the foundation of our new life in Christ. Cho mỗi buổi sáng đứng dậy. So every morning, wake up. Nhìn vào trong kính ở trong. And look in the mirror. Và nhìn thấy. And see. Chúa quyền năng đang ở trong tôi. That Almighty God is living in me. Và tôi bây giờ là con của Đức Chúa Trời. And I am a child of God. Hồi xưa là đổ cái danh phận này chỉ cho những bậc vua mới được gọi là thiên tử con trời mà thôi. This position that, to be a child of God before in the eight back in the days, it was only reserved for those who would be kings and queens. Nhưng mà cảm ơn Chúa hôm nay tất cả chúng ta. But praise God, everyone today. Đều là con của Đức Chúa Trời. It can be a child of God. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Thứ hai, chúng ta được sinh lại là một tiến cử để đưa chúng ta vào vương quốc quyền năng. Secondly, to be born again is an initiation into the realm of power. Ngày mà chúng ta tiếp nhận Đức Giêsu cũng là ngày chúng ta được đưa vào thế giới giao ước của quyền năng. The day that we receive Jesus Christ as Lord and Savior is the day that we were brought into the kingdom of heaven, the kingdom of power. Chúa ngài tái sanh chúng ta. God allowed us to be born again. Không phải để chúng ta tiếp tục đau khổ. Not so that we can continue to suffer.
để chúng ta tiếp tục bị ma quỷ đánh đập chúng ta. Not so that we could continue to have the enemy just walk all over us. Không còn tiếp tục sống cuộc sống mà bị Satan nó rượt đuổi. To continue to live a life where the enemy continue chases us after us. Và không hãnh diện về cái điều mà nó làm cho mình. And to be proud of the things that it does for us. Một số ma quỷ nó đánh tơi tả luôn. Some Christians they take a lot of pride in saying, "Oh man, the enemy he's gone after me today this week." Nó rượt mình hả? Did it chase you? Đã đến lúc chúng ta rượt nó. But it's time for us as believers to chase the enemy. Chẳng những như vậy mà rượt kịp nó rồi. Thì lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho chúng ta Tinh Lành quyền năng của Ngài trong quyền năng của Chúa để chúng ta giày đạp đầu của Satan dưới chân của Chúa. The word of God tells us that we have been given the truth, the gospel of Christ, so that we can stomp on the enemy's head. Mà mình phải biết mình là ai để mình nhấc chân lên anh chị. But you first must recognize who you are before you can stomp on the enemy's head. Để chân của mình vẫn còn bị xiềng ở trong cái cọc của cái nữa. Don't allow your leg to continue to be chained to a bamboo stick. Mà nhận biết Chúa Ngài đã ban chúng ta thánh quyền. That God has given you authority. Để chúng ta có thể giày đạp rắn bò cả vòng quyền của cái nhà dưới chân. So that you can step on the head of snakes. Ngài khen Chúa. Praise the Lord. Quyền công dân của chúng ta được thay đổi khi chúng ta được tái sinh. Our citizenship is transformed, is changed when we are born again. Chúng ta không thuộc về đất nữa. We're no longer part of this world. Nay chúng ta thuộc về trời. But now we're part of the kingdom of heaven. Ngài khen Chúa. Praise the Lord. Ngày mà chúng ta tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. The day that we receive Jesus Christ as our Lord and Savior. Đời sống tự nhiên của chúng ta sẽ trở nên đời sống siêu nhiên. The life that we live that used to be kind of natural and mediocre, we become supernatural. Chúng ta trở nên công dân của nước trời. We become citizens of the kingdom of God. Và chúng ta cần biết lẽ thật này. And we have to recognize this truth. Anh chị em, khi chúng ta là quyền công dân của một nước lớn nhất, một nước còn lại cho đến đời đời. My brothers and sisters, when you recognize that you are a citizen of a kingdom that's for eternity, và biết rằng chúng ta có một địa vị rất là cao. And you recognize that you have a very strong power and authority. Amen, anh chị em. Amen. Tôi đi xa rất là nhiều. I go to many places around the world. I travel a lot. Và khi xếp hàng để trình diện cái passport của mình. And whenever I line up to display my passport. Tôi thấy có những người họ rất là hãnh diện để họ cho coi họ là cái quyền công dân của nước nào với cái passport. I find that many people who are in front of me, they're so proud to display and say, "Oh, my citizenship belongs to this country and that country." Nhưng mà có một số người thì rắn giấu cho đến khi. But some people they hide their passport until they actually must display it. Anh chị em, chúng ta hãy hãnh diện về quyền công dân của chúng ta thuộc về Chúa. My brothers and sisters, we have to be proud that we are citizens of the kingdom of God. Và Chúa hứa rằng Ngài sẽ bảo vệ chúng ta. And God promises that He's going to protect us. Ngài hứa rằng Ngài sẽ ở cùng chúng ta luôn luôn. He's going to be with us every day, every moment. Chúng ta cần nhận biết. We have to recognize địa vị mới của chúng ta trong Chúa. Our new position in Christ. Và một khi chúng ta biết, and once we understand this, thì chúng ta sẽ không còn cắn răng chịu khổ nữa. Then we're no longer going to suffer here in this world. Sự cứu rỗi không phải là con đường để chúng ta tránh quả ngục. Because I'm here, I want to be clear that salvation is not the road to avoid hell. Mà là dấu ấn của sự đồng cai trị với Chúa trên đất. But it's a seal upon your life that you can rule and reign on this earth as a child of God. Đức Chúa Jesus nói như thế này về Jesus chúng ta. Jesus Christ said this of us. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Jesus Christ says, but you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Chúng ta nhận cái gì anh chị em? What are you going to receive? Nhận cái gì? What? Quyền năng, quyền phép. Power. Hallelujah. Authority. Hallelujah. Để làm gì? To bring about what? Để chúng ta làm nhân chứng cho Chúa. So that we can be a witness for God. Nhân chứng về việc gì? What are we going to be a witness of? Chứng về sự cứu rỗi của Chúa. The salvation of God. Nhân chứng về việc kỳ diệu Chúa đã làm trên cuộc đời của chúng ta. A witness of the amazing works that God has done in our lives. Nhân chứng để giúp đỡ cho những người khác thấy chúng ta được quyền công dân mới. To be a witness to help people understand that we have new citizenship in the kingdom of heaven. Chúng ta bây giờ là người nhà của Đức Chúa Trời. We are a child of God. Chúng ta là người được Chúa ngài phục hồi đời sống của chúng ta. We are a person that God has redeemed and restored. Amen, anh chị em. Amen. Cho nên bất cứ hình thức nào làm chứng ngược lại với những điều đó không thuộc về Chúa. So whatever witness opposes those truths in Scripture, they oppose God. Vì khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta. Because when the Holy Spirit comes upon us. Thì chúng ta sẽ nhận lấy quyền phép. Then we'll receive authority and power. Để mà có người vẫn chê. But there are some people who still complain.
không chịu nhận. And they won't receive it. Tôi nghe chuyện thánh linh quyền phép. And what they say is, man, all day. Để tôi yên, để cho ma quỷ nó tiếp tục đánh đập. Receive the power, receive the authority. Just let the enemy just beat me up. Để rồi khi mục sư hỏi sao mấy ngày nay trong tuần này như thế nào? So when a pastor comes and says, hey, how are you over these past few weeks? Nó đánh cho tôi tả luôn. Your response is, oh man, pastor, the enemy has beaten me up left and right. No. No. Amen, anh chị em. Amen. Xin Chúa ngài cho để chúng ta nhận biết chúng ta là ai trong Chúa. So may the Lord help us to understand who we are in Him. Vì Colossae chương 1 câu 13 nói như thế này. For in Colossians chapter 1 it says, ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu của ngài. Colossians 1:13, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Chúng ta vốn ở trong nước của sự tối tăm. We were once in the kingdom of darkness. Cái gì cũng tối hết. Everything was dark. Suy nghĩ cũng mù tối. The way that you were thinking, it was cloudy. Cái tin cũng mù tối. Even your belief was dark. Cho nên tin một cách mê muội, mê tín. Mê tín dị đoan. Thấy cái gì lạ lạ là túm vào. Mê tín dị đoan. Oh, okay. Sorry, it took me a real... Whenever you live in darkness and that cloudiness, you start to believe in the superstitious. Whatever you see, you think it's a sign. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì khi chúng ta được cứu. And we praise God because whenever we're saved, thì Chúa ngài kéo chúng ta qua nước sự sáng của Chúa. Then God brings us into the kingdom of light. Là nước mà chúng ta biết rằng Chúa yêu chúng ta. A kingdom where God loves us and we know it. Thì chúng ta biết rằng phước hạnh là thuộc về chúng ta. And we know that every blessing is in store for us. Ngày nào cũng là ngày phước hạnh vì Chúa dựng nên ngày đó cho chúng ta. Every day is a blessing from God because God made that day. Amen, anh chị em. Amen. Người Việt của chúng ta, our Vietnamese people, trước khi chúng ta tin Chúa, chúng before ta tin, we receive Jesus Christ, có những ngày trong tháng nó xấu lắm. We believe that there are certain bad days of mùng 5, 14, 23. Mùng 5, the 5th, the 14th, and the 23rd. Cứ ba ngày đó cho nên đi đường. On those three days, you have to stay in your house. Don't go on the road. Đi đường thì xảy chuyện bất thường. Whenever, if you, man, he's going into poetry now, y'all. Y'all need to pray for me. When you go on the road, you're going to encounter sickness and difficulties. At home. And at home, there's a lot of difficult. You'll still receive difficulties on the 5th, the 14th, and the 23rd, but we don't believe that. Ba ngày đó không dám đi đường. So those three days, you're afraid to do anything. Tuần rồi khi giải cứu cho một chị em ở tại Virginia. Last week, whenever we were able to minister deliverance to a sister in Virginia, khám phá ra rằng cái người này là người đã lớn lên cách nhà của ba mẹ tôi không xa. Grew up in a house that was not far from my parents' house. Và chị đã được chọn để làm một cái xác để có những cái linh họ chọn để họ bày tỏ cái sự hiện diện của họ, người linh xác. And she was chosen to be the person who would. It's a body that is will be used so spirit can manifest themselves. Thì tôi nhắc đến những chuyện mê tín dị đoan, chị cười. So whenever I started to talk to her about the superstitious, she started to laugh. Tôi nói những ngày đó đó. And I said those days. Gia đình chúng tôi những người tin lành. Our family, we as Christians. Chọn những ngày đó để đi đường. We chose those days to go out into the streets. Tại sao? Why? Tại vì xe mình ngồi rất là rộng. Because there the streets were wide open. Ain't nobody out there. Vì chúng tôi không còn bước đi trong sự sợ hãi. Because we would no longer walk in fear. Rồi được cứu ra khỏi nước của sự tối tăm. We were saved from the kingdom of darkness and brought into the kingdom of light. Tôi nói cái điều đó là bởi vì con and gái I, của chị này. I said these things because this woman's daughter ngồi ăn với chúng tôi. Would be sitting there eating with us. Và hôm đó chúng tôi ăn đồ biển. And that day we were eating seafood. Thì họ rẽ cái phần của con cá để mời chúng tôi ăn. So they were taking apart the fish and portioning off for us to eat. Nhưng mà không ai dám đụng con cá sau khi đã lấy cái phần ở trên. But nobody was willing to touch the fish once you take the top half of it off, the top half of the meat off. Rồi tôi đưa cái đũa vào, tôi lật con cá. So then I took my chopsticks and I flipped the fish, which by the way, cái này nói mục sư cái này là người ta sợ lắm á. And this woman, she said, Pastor, you can't do that. Người ta không có dám lật con cá. You don't flip a fish. Vì sợ lật như đi xe nó sẽ lật xe. Because if you flip the fish when you're driving in a car or even going in a boat, it's going to flip. Anh chị em thấy dân tộc của chúng ta sống ở trong sự nghiêm ngặt quá sợ.
Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta được cứu. Chúng ta được sự tự do. Ngày nào cũng là ngày tốt vì Ngài có Chúa dựng nên cho chúng ta. Để chúng ta được vui hưởng. It's a day that the Lord gave us. Ngài khen Chúa. Praise the Lord. Chúng được sinh lại, sự sống của Đức Chúa Trời rót đổ vào trong chúng ta. Whenever we are born again, the power of God is poured into us. Thay đổi địa vị của chúng ta. Changes our position. Tái sinh là cửa ngõ mang chúng ta vào giao ước quyền năng của Chúa. To be born again is a doorway into the new covenant in Christ. Và khi chúng ta biết được điều này, and whenever we know this, chúng ta sẽ cư xử khác hơn tất cả mọi người. We're going to act differently than everyone around us. Chúng ta nhớ trong Sa-mu-ên thứ nhất chương 17. Let us recall back into 1 Samuel chapter 17. Khi đáng đi lại, chúng ta tất cả quân đội của dân Israel từ quân cho đến vua bị Goliath thách thức. We see that all of the armies of God, from the king all the way down to the measly soldiers, they were all defeated by the giant Goliath. Họ là những người con của giao ước. They were people of the new of the covenant. Nhưng mà chỉ có David là người duy nhất biết rằng mình là người của giao ước. But only David knew who he was in the covenant of God. Tất cả những người trong quân đội của Israel chắc chắn đã được trang bị với vũ khí tối tâm. All of the soldiers in the army of Christ, surely they were already in the army of Israel were already prepared with weapons and armory. Nhưng mà họ không biết gì về địa vị của họ trong giao ước của Đức Chúa Trời. Of their position or their authority in the covenant of God. Dù David đã ra trận với chỉ có 5 viên đá. Even though David went to battle against Goliath with only 5 rocks. 5 stones. Stones. Một cái trận ném đá. And a sling. Nhưng mà sự hiểu biết của ông đã khiến ông dạn dĩ đối diện với but bình khổng lồ. Cái anh của David chắc chắn mạnh mẽ hơn, cao lớn hơn. David's brothers were surely stronger and taller than him. Chúng ta nhớ khi Samuel đến nhà của cha mẹ, cha của họ, đã nhìn thấy anh của David là người cao lớn thì ông tưởng đâu rằng Đức Chúa Trời chọn cái người. We remember when the prophet came to Samuel's house, we saw that the prophet Samuel came to the house of David. He saw that all of David's brothers were taller and stronger, and he thought they were the chosen ones. Họ có sức mạnh của cơ bắp. They had muscle strength. Họ có cái chiều cao cao lớn. And they had height. Nhưng mà cái điều họ không có. But what they did not have. Là họ không biết mình là ai trong giao ước với Đức Chúa Trời. Who they were in the covenant with God. Nhưng David thì biết. But David knew. Ông biết điều các anh không biết. He knew things that his brothers did not know. Thật như Hosea chương 4 câu 6, dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. And it's true, just as Hosea says in chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Những người trong quân đội của Israel đều là con cháu của Abraham. The Israelites, the army of the Israelites were all descendants of Abraham. Nhưng họ bị sỉ nhục, đe dọa, hăm dọa và trở nên khiếp sợ trước mặt Goliath. But they were bullied and they were spoken down to before the giant Goliath. Sa-mu-ên thứ nhất chương 17 câu 11 cho chúng ta biết cái tâm trạng của vua Saul lúc bây giờ. And in 1 Samuel chapter 17 it tells us the condition of King Saul. Chúng ta biết ông là người cao hơn tất cả những người Israel khác một cái đầu, tức là ông we cao. We know lắm. That King Saul was very tall. He was a head taller than all the Israelites. Nhưng mà điều mà ông không có tại đây cũng như dân sự của ông, quân đội của ông. But the thing that he did not have as well as his army did not have. Đó là ông không biết ông là ai trong giao ước với Đức Chúa Trời toàn năng. Is that he didn't know who he was in the covenant with God. Ông không biết họ là đạo quân của Đức Chúa Trời. They didn't recognize the army didn't recognize that they were an army for God. Cho nên Sa-mu-ên thứ nhất chương 17 câu 11 chép. So in 1 Samuel 17 verse 14 says. Saul và cả Israel nghe những lời của người Philistine thì lấy làm hoảng hồn sợ hãi lắm. 1 Samuel chapter 17 verse 45 through 11 says. On the hearing of the Philistines' words, Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. Dismayed and terrified. Nghe giống không chị? Does it sound familiar? Lấy làm hoảng hồn. They were dismayed. Người Trung là mất hồn. In the Vietnamese language, you say that you in the central. Central language. They say that mất hồn is you lose your spirit. Sợ mất hồn luôn. Ở đây thì lấy làm hoảng hồn và sợ hãi lắm. Here the word of the Lord tells us they were dismayed and terrified. Chúng ta thấy tính từ đây sợ hãi mà còn sợ hãi lắm là sợ lắm á. We see a play on words in the Vietnamese Bible is that they were terrified a lot, not just a little. Không ai dám tiến lên. Nobody was willing to step forward. Nhưng David đã tiến lên với sự thông biết. But David, he stepped up with the knowledge. Cho nên trong danh Đức Giê-xu tôi công bố anh chị em hãy tiếp nhận sự thông biết này.
Amen. So in Jesus' name, I say, brothers and sisters, you must receive this truth. Mỗi một chúng ta là con của giao ước. Each and every one of you are a child of God, of the covenant of mà God. Mà cũng không phải là giao ước của một đại gia thôi. And you're not just talking about a covenant of a kingdom. No, it's no. A rich man. A rich man. Hay là giao ước với một ông vua nhỏ nhỏ, but, với một tiểu quốc. Not even just with a covenant with a small little king. Nhưng mà chúng ta trong giao ước của vua trên muôn vua but và Chúa trên muôn vua. With the king of all kings, với Đức Chúa Trời toàn năng. With an almighty God. Amen, anh chị em. Amen. Có bao nhiêu người dám nhận điều này? How many people here are willing to receive that? Trong danh Đức Chúa Giêsu hãy nhận biết địa vị của mình là ai trong Chúa. And know who you are in Christ. Và một khi chúng ta biết chúng ta sẽ dám làm chuyện táo bạo như David. And once you understand who you are in the Lord, you're ready and willing to do awesome things as David did. Chúng ta nghe điều mà David đã nói ra, điều ông tin ở trong lòng. We have to hear what David said in his own heart. Trong Samuel thứ nhất chương 17 câu 45-46. In Samuel, 1 Samuel 17 verse 45-46. David đáp cùng người Philistine rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta, còn ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Israel mà ngươi đã sỉ nhục. David said to the Philistine, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied." Câu 46, anh chị em thấy ông tuyên bố điều ông sắp sửa làm ở đây. Verse 46, he declares what he's about to do. Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay của ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi. Và ngày nay ban thay của đạo binh Philistine cho chim trời và thú vật của đất. This day the Lord will deliver you into my hands, and I'll strike you down and cut off your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. Nghe thấy mắc lừa không chị em? Doesn't it feel good when you hear that? Khi chúng ta bị đánh đập, bị tra tấn, bị when you've been beaten down, whenever you've been cursed. Chúng ta nghe những lời tuyên bố đầy đức tin này. We can hear these words of faith. Thì chúng ta biết rằng đây là điều rất cần trong đời sống của chúng ta. This is something that we desperately need in our lives. Amen, anh chị em. Amen. Kể lại cái chuyện mà tôi giải cứu một người ở tại Virginia. I want to go back to the story of the woman who was delivered from demons in Virginia. Chị đã từng bị cái linh mà nó đã sử dụng thân thể của chị để linh xác, để ngoài Bắc thì gọi là những người linh đồng. Trong Nam chúng tôi gọi là linh xác, tức là có một cái linh nó nhập vào trong cái xác của một người để nó kiểm soát người đó. This woman, her body was used to receive spirits, and in different dialects in the Vietnamese culture, it's called different things, but the basic meaning of it is that this woman's body was used for the spirits to control her every movement. Và cái linh đó là linh ác. And this was an evil spirit. Một lần truyền lệnh cho chị là phải nằm ở trong nước trong 3 ngày. One time this evil spirit commanded her body to lay in water for 3 days. Chị nói người của chị lạnh và she said she was cold and her skin was wrinkly. She had no more feeling left. Và cảm ơn Chúa trong danh quyền năng của Chúa. But praise God in the powerful name of Jesus Christ. She was delivered. Người này đã kinh nghiệm được sự bảo vệ của Chúa. She was able to experience the protection of God in her life. Sau khi tin Chúa tại trại và đã tuyên xưng đức tin của mình qua báp têm nước. And at the camp where we were at, she declared her faith through water baptism. Khi chị mặc chiếc áo trắng để nhận báp têm. Whenever she wore the white garment to receive baptism. Chị nói rằng tối đêm đó chị ngủ ngon nhất trong tất cả những cái giấc ngủ của chị trong đời của chị. That the night before was the best night's sleep she's ever had in her entire life. Ngợi khen Chúa. Praise God. Cảm ơn Chúa. Praise God. Vì Ngài sắp đặt đúng người đúng chuyện để đến để giải cứu chị. Because God had positioned the right person at the right time to bring about deliverance for her. Bởi vì tôi cũng đến từ vùng chị sinh sống và lớn lên. Because I came from the same place in Vietnam where she grew up from. Con gái của chị là một cái người người mẫu rất là nổi tiếng ở tại Việt Nam. Is a person who was very famous in Vietnam, a model. Và cũng cùng họ Huỳnh với tôi. And had the same last name Huỳnh as I do. Cảm ơn Chúa, many people mang họ Huỳnh tin Chúa. That many people with the last name Nguyen came to receive Jesus Christ as Lord and Savior. Cảm ơn tôi là cảm ơn mục sư đã cầu nguyện cho họ Nguyen của chúng ta. They would come to me and they would say, Pastor, thank you so much for praying for the Nguyen last name people.
Cảm ơn Chúa vì nhiều người đã được cứu trong những ngày qua. And praise God that so many people were saved. Tôi mở ngoặc tại đây khuyến khích tất cả anh chị. I want to open up a parenthesis here, and I want to encourage you, brothers and sisters. Là những người có quyền pháp lý để cầu nguyện cho dòng họ của mình. That you, as children of God, have the authority to pray for those in your lineage, those with your last name. Hãy đứng vào trong chỗ sức mẹ. So stand in the gap. Kêu xin Đức Chúa Trời can thiệp vào dòng họ của chúng ta. Intervene in their lives. Để Ngài bước vào và thiên bẩm thay đổi chúng ta. Step into their lives and change them. Amen. Amen. Một khi chúng ta được tái sinh, chúng ta trở nên người thừa hưởng quyền năng của Because Chúa. Whenever we are born again, we are one who are able to receive or inherit the goodness, the power of God. Chúng ta sẽ bước đi trong quyền năng này. We're going to walk in that power. Thay vì chúng ta bị quỷ rượt, chúng ta bỏ Instead chạy. Instead of having the enemy chase us while we're running away, chúng ta tiếp nối công việc Đức Chúa Jesus We're going to continue này. To do the work that Jesus Christ did. Đức Chúa đến con, Đức Chúa trời đến để quỷ phá công việc của ma quỷ. Because Jesus Christ, the Son of God, came to destroy the work of the enemy. Hôm nay chúng ta là hội thánh của Ngài. And today we are the church of chúng God. Chúng ta là con cái của Ngài. We are the children of God. Chúng ta tiếp tục công việc Chúa Giêsu ngài đã thực hiện. Continue the work that Jesus Christ did. Đến đâu chúng ta quỷ phá công việc ma quỷ đến đó. Destroy the work of the enemy. Hãy những người trong Chúa. So all of the people here that are children of God, rise up in the strength and the power of God. Sống sự sống siêu nhiên của Chúa. And live a supernatural life. Điều thứ ba, sự cứu rỗi mang bạn từ lĩnh vực yếu đuối sang lĩnh vực quyền năng. I'm here to tell you that salvation brings you from the realm of weakness into the realm of power. Ephesians 2 câu 6 nói như thế này. Ephesians 2:6 says. Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ. The word of the Lord says he raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Anh chị em cảm ơn Chúa vô cùng. Praise the Lord, brothers and sisters. Chúng ta hồi trước là chúng ta bị Satan nó đạp đầu chúng ta. Before we were the kind of people where Satan would kind of stomp on our head. Nó hành khổ chúng ta, nó bắt chúng ta làm những công việc mà chúng ta thấy rất là vô lý. For no reason. Đi lên rừng đốn một cái cây về. Whenever we went up to the jungles and we brought back a cut down a tree. Cut down a tree. Chặt phân nửa đem bữa ra làm củi để nướng bánh. We cut it in half and then we cut it up so that we can use it in the oven to make a cake. Yeah. Còn phân nửa còn lại. And the other half. Đẽo nó ra giống như một cái hình. We carve it, wood carve it to make it to be like an image. Rồi lấy nước sơn đỏ cho nó có màu son một chút. And then we take red paint so that it has red lips. Rồi để nó lên một cái chỗ cao. And then we leave it at a elevated place. Rồi cúi xuống đốt hương lại nó. And then we burn incense to worship it. Anh chị em, khi chúng ta bây giờ nhìn lại chúng ta thấy tức tức hết. When you look back, aren't you frustrated at the kind of life that we had before? Mình đi thờ lại cái vật mà mình mua nó về bằng tiền. We go and we worship something that we bought ourselves with our own money. Hay là mình đẽo nó ra, mình nắn nó lên bằng tay của mình. Or we create it with our own hands. Là vật mà Kinh Thánh nói rằng có mắt mà không thấy. It's the thing, the image that what the word of the Lord says is that a statue, something that has eyes but does not see. Có tai mà không nghe được. Has ears but cannot hear. Có miệng mà không nói được. Has a mouth but cannot speak. Có chân mà không đi được. Has feet but cannot walk. Con cháu mà dời nhà. If our children were to move from one house to another. Thì chúng ta thấy rằng con cháu bồng ẩm mấy ông mấy bà đem ra ngoài xe. The children, they take these idols and they bring it out to their car so carefully. Nhưng mà gặp mấy đứa dụng đèn nó làm rớt cái bể tàn tành hết. But then one of those kids that might be a little clumsy, they drop it and it just breaks to pieces. Còn đứng đó bị bụi nó dính ở trên đầu. They stand there with the dust of that idol all on their head. Còn cháu nó phải lấy cái khăn the children nó giặt nước. Have to take towels and they wet it. Đem nó lau đầu cho sạch. And they have to wipe it clean. Vậy mà thờ nó. But yet you're going to worship it. Vậy mà xin nó cứu mình. And you're going to ask that idol to save you, that statue to save you. Ma quỷ đã sử dụng chúng ta như vậy. The enemy has lied to us all this time. Cảm ơn Chúa, hôm nay chúng ta là người mới. Praise God that we are a new creation in Christ. Chúa ngài đã ban phước cho đời sống chúng ta. Và chúng ta ngày hôm nay. And that today. Được Chúa ban cho một địa vị hết sức là quan trọng. God has given us a very strong and powerful position. Ngài cúi xuống dũng lạy tội lỗi nơi sủng thấp của chúng ta. What he did was he took us from the pits of sin. Ngài đem chúng ta lên. And he brought us to him. Lấy chính huyết của Ngài rửa chúng ta sạch sẽ. And his blood, he took his blood of his son Jesus Christ and cleaned us up. Phú hơi thở của Ngài vào trong chúng ta một lần nữa. Breath of life into us. Và đem chúng ta để ngồi với Ngài. And allowed us to be seated in the heavenlies. Ngồi chung với Đức Chúa Jesus Christ ở các nơi trên trời. With Jesus Christ. Một sự thay đổi lớn lao. A
a huge transformation mà Chúa đã làm cho đời sống của chúng ta. God has done for each and every one of our lives. Chúa cho chúng ta được ngồi với Chúa. God allows us to sit with Him. Đây là vị trí của cai trị. This is the position of ruling and reigning. Jesus Christ has restored our authority and position. Lạy Thiên Chúa. Praise God. Cho anh chị em yêu dấu của tôi. Brothers and sisters. Hãy nhận biết chúng ta là ai trong Chúa. You must recognize who you are. Cảm ơn Chúa vì sự cứu rỗi của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài phục hồi đời sống của chúng ta. Praise God for He has restored us. Và biết rằng and we have to know quyền năng vô hạn của Ngài that His unlimited power đối với chúng ta là những người có lòng tin là lớn thế nào to us with a faith that is unlimited quyền năng đó đang ở trong chúng ta that power is in us và quyền năng đó sẽ giúp cho chúng ta thực hiện những công việc siêu nhiên and allow us to do the supernatural. Lạy Thiên Chúa, praise God. Nguyện xin Chúa mặc khải cho anh chị em những lời may God's revelation be made known to you. Hãy amen và đón nhận những điều này so amen and receive it để chúng ta sẽ trỗi dậy và sống đời sống phước hạnh của Chúa and to live a life full of God's blessing. Đừng để Chúa ngày nói lời hối tiếc cho cuộc đời của chúng ta. Don't allow God to regret what He's done in your life. Thi Thiên 82 câu 5 cho đến câu số 7. In Psalm 82 verse 5 and 7. Đây là lời của Đức Chúa Trời nói. This is the word of God. Chúng nó không biết chi cũng chẳng hiểu chi. Chúng nó đi qua đi lại trong sự tối tăm. Các nền trái đất đều rúng động. Ta đã nói các ngươi là thần. Hết thảy đều là con trai của Đấng Chí Cao. Dầu vậy, các ngươi sẽ chết như loài người, sa ngã như một quan trưởng. They do not know, nor do they understand. They walk about in darkness. All the foundations of the earth are unstable. I've said, you are gods, and all of you are children of the Most High. But you shall die like men and fall like one of the princes. Xin Chúa cho để điều này sẽ không ra từ miệng Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta. Let us pray that these words are not spoken over our lives. Vì chúng ta nhận biết chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Because we must recognize that we are the children of God. Chúng ta đang đồng ngồi cai trị với Đức Chúa Jesus. That we are sitting upon thrones, ruling and reigning with Jesus Christ. Chúng ta sống với lẽ thật mà bài hát chúng ta thường hát ở tại đây. We have to live in the truth of the song that we very often sing here. Là chúng ta được ngồi với Chúa Giêsu. Is that we get to sit in the heavenlies with Jesus Christ. Và danh của Ngài là cao hơn hết tất cả mọi quyền, mọi danh ở trên đất này. His name is the highest. His name is the greatest. Chúng ta cao hơn hết tất cả những thứ ở trên trời ngang này. We are God's greatest creation above all creation here on this earth. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu chúa, whenever we receive Jesus Christ as Lord and Savior, như tôi đã hướng dẫn cái người chị em tại về chị nha. As I led the woman in Virginia, là chúng ta có thể dõng dạc công bố với thế giới tối tăm. That we can boldly declare to the kingdom of darkness. Tất cả những khế ước, tất cả những giao ước đã từng ký với chúng nó. That every covenant, every promise made with the kingdom of darkness. Anh chị em vì chẳng những hứa mà chị còn chấp nhận nó là cho nó sử dụng đến năm 50 tuổi thì nó sẽ giết chị. This woman, she not only made these promises, but she told the enemy that it could use her until she was 50 years old and then it could kill her. Kẻ trộm đến đi, cướp, giết và hủy diệt. The enemy comes to steal, to kill and to destroy. Cảm ơn Chúa, chị biết Chúa. But praise God, she had an encounter with God. And we helped her to declare new words. Tất cả những giấy tờ. That every paperwork. Tất cả những khế ước. Every covenant, every promise made. Nghịch cùng chị. That was against her. Đã được Chúa Giêsu nộp ra một cái tỏ tường giữa thiên hạ. Jesus Christ has dealt with. Khi đóng đinh những điều đó trên thập tự giá của Chúa Giêsu. And it now is now crucified on the cross with Ngài Jesus. Ngài trả xong tất cả những điều đó. He paid the price for all of it. Để rồi Ngài có thể cứu chúng ta. So that He could save her. Và khiến cho chúng ta được tự do trong ơn của Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Tại vì nếu chúng ta đánh hạ tất cả những Goliath tấn công gia đình của chúng ta. It's about time, my brothers and sisters, that we defeat all the giants, all the Goliaths. Tấn công những công việc làm của chúng ta. To defeat the giants. Tấn công sức khỏe của chúng ta. To defeat the giants that are chúng ta chấm dứt mọi chịu trận. It's no longer a time that we continue to sit there and accept defeat. Lại quyền tự do của chúng ta. We have to step back into our authority and power. Lúc chúng ta bước vào thế giới quyền năng trong ơn Chúa. Tái sinh để chúng ta được Chúa Ngài sử dụng chúng ta cho vinh quang của Ngài. Use us for His glory's sake. Amen, anh chị em. Amen. Tôi xin hỏi một lần nữa anh chị em. Có biết mình là ai không? Do you know who you are? Đã đến lúc chúng ta cần hành động cho điều gì của chúng ta. It's time now to take action. Ở bất cứ nơi nào trên đất này, chúng ta đều có thể thi thố quyền năng của Chúa. That wherever you step foot on this earth,
you can reflect the power, you can display the power of God. Chúng ta không thể tiếp tục sống trong sự thiếu hiểu biết. You can no longer live in the lack of knowledge. Chúng ta cũng không thể lười biếng, đây là thời giờ của quyền năng. And you can't say anymore that I'm just going to be lazy, I'm going to chill out on the side. Chúng ta hãy nhận. You have to receive it now. Nhận biết chúng ta là ai. You have to recognize who you are. Và để quyền năng của Chúa tự do hành động trong đời sống của chúng ta. To move freely. Để chúng ta trỗi dậy và cứu người. So that you can rise up to bring salvation to the lost. Chúa Giêsu ban cho. So rise up, my brothers and sisters, to the position, the authority that God has given you. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Chúa giúp đỡ đi chúng ta chuẩn bị để làm một việc hết sức là quan trọng ở đây. May God help us to do something very important in these next few moments. Tôi sẽ mời tất cả những ai nhận biết và bây giờ chúng ta nói thành lời để lỗ tai chúng ta nghe rồi ghi nhớ ở trong trí não của chúng ta, luôn cả bộ nhớ ở trong dạng tế bào của chúng ta cũng sẽ nghe những điều này. I'm going to invite you, my brothers and sisters, to take some actions, to declare some words that now that you've heard the truth of God, as you declare it, you're going to have it imprinted, sealed upon you in your mind as you speak it, into all the way down to the very cells in your body to receive these truths. Amen, Jim. Amen. Chúng tôi sẽ mời anh chị em đứng lên. So I invite you now to rise to your feet. Tôi sẽ hướng dẫn anh chị em. I'm going to lead you. Tôi hướng dẫn trong tiếng Việt, anh chị em lặp lại một cách mạnh mẽ trong tiếng Việt. That I'm going to lead you in Vietnamese and you're going to reply. You're going to echo it in Vietnamese strongly. Rồi Hero sẽ hướng dẫn trong tiếng Anh và xin những người nói tiếng Anh xin lặp lại cho Hero. Then afterwards, Rose will declare these things in English and those in the English speaking congregation, you'll declare it boldly. Chúng ta sẽ công bố chúng ta là ai trong Đấng Christ. We're going to declare this morning who we are in Christ. Để chúng ta nghe và chúng ta tin hãy nói một cách mạnh mẽ. Because now that we've heard the truth, now we're going to speak it boldly. Amen. Sẵn sàng chưa anh chị? Are you ready? Tôi được thừa nhận trong Đấng Christ. I am accepted in Christ. If you say it twice in Vietnamese and in English, it's even stronger. Amen. Amen anh chị em. Tôi là con cái của Đức Chúa Trời. I am God's child. Tôi là bạn hữu của Đấng Christ. I am a friend of Christ. Tôi được xưng công bình. I have been justified. Tôi được kết hiệp với Chúa và trở nên một tánh thiêng liêng với Ngài. I am united with the Lord. I am one with Him in spirit. Tôi được chuộc bằng giá cao. We gotta say it. Okay. Let's do the first. I am united with the Lord, and I am one with Him in spirit. Tôi được chuộc bằng giá cao. Tôi thuộc về Đức Chúa Trời. I have been bought with a price, and I belong to God. Tôi là chi thể trong thân thể của Đấng Christ. I am a member of the body of Christ. Tôi là một thánh đồ của Chúa. I am a saint of the Lord. Tôi được nhận làm con nuôi. I have been chosen and adopted by God. Qua Đức Thánh Linh, tôi có thể trực tiếp đến với Đức Chúa Trời. Through the Holy Spirit, I can go directly to God. Tôi được mua chuộc và tha thứ mọi lỗi lầm. I have been redeemed and forgiven of all my sin. Don't get tired now. Tôi được đầy trọn trong Đấng Christ. I am complete in Christ. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Amen. Tiếp tục anh chị em. We're going to continue. Tôi được an toàn trong Đấng Christ. I am secure in Christ. Tự do khỏi mọi sự đoán phạt. I am free from all condemnation. Được bảo đảm rằng mọi việc hiệp lại làm ích lợi cho tôi. In Christ, all things work for my good. Không gì có thể phân rẽ tôi khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. Không. Nothing can separate me from the love of God. Được làm cho bình vững, sức giàu và được đóng ấn.
have been established, anointed, and sealed by God. Được giấu trong đấng Christ. I am hidden in Christ. Được bảo đảm những gì Chúa khởi làm trong tôi, Ngài sẽ thành toàn. Ngài sẽ thành toàn. I am confident that God will complete the good work He started in me. Đức Chúa Trời chẳng ban cho tôi tâm thần nhút nhát, bèn là mạnh mẽ, có yêu thương và dè dữ. We're going to declare this strongly. I have not been given a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Woo! Tôi tìm được ơn trong thời giờ có cần. Hebrew 4. Tôi tìm được ơn trong thời giờ có cần. I will find help in my time of need. Được sanh bởi Đức Chúa Trời, ma quỷ không làm hại được. I am born of God and the enemy cannot touch me. Phần kế tiếp này anh chị em phải nói mình cần mạnh mẽ lên. This next part, we're going to declare even more boldly. Chúng ta công bố về giá trị của chúng ta trong. We're talking about the value that we have. Tôi là muối của đất, ánh sáng của thế gian. I am salt to the earth, light to the world. Next page. Tôi là nhánh của gốc nho thật. I am a branch of the true vine. Tôi được chọn để kết quả nhiều. I have been chosen to bear fruit. Tôi là chứng nhân cho đấng Christ. I am a witness for God. Là đền thờ của Đức Chúa Trời. I am God's temple. Là không sai cho chức vụ giảng hòa. I am a minister of reconciliation. Tôi là người đồng công với Đức Chúa Trời. I am God's workmanship. Đồng ngồi với Đấng Christ trong các nơi trên trời. I am seated in the heavenlies with Jesus Christ. Công việc của tay Đức Chúa Trời làm ra. I am the work of God's hands. Tự do đến với Đức Chúa Trời. I can come to God freely. Nhờ Đấng Christ thêm sức tôi làm được mọi sự. Hallelujah. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Hallelujah. Anh chị em, hãy được phước trong sự nhận biết này. In the revelation of these truths. Và mỗi ngày sống với lẽ thật này trong đời sống của chúng ta. Every day live with these revelations. Chúa ban phước cho anh chị em. May God bless you, my brothers and sisters. Thần khôn ngoan thông sáng tỏ ra cho anh chị em chúng ta. May the spirit of wisdom and knowledge be displayed to you. We praise you, God. Xin ghi khắc những điều này trong tấm lòng của chúng con. Seal these things on our heart. Để chúng con phản ảnh, để chúng con có thể đối diện với hoàn cảnh khó khăn một cách tốt. Who you are, O God, in the face of adversity. Và bày tỏ quyền năng của Ngài. And display your power in our lives. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Và những người được Chúa yêu. So all the children of God who God loves, those who are saved. Hãy đi ra và sống sự sống siêu nhiên. Go out and live a supernatural life for Christ. Amen. Amen. Chúa ban phước cho bạn. God bless you. God bless you. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Chúng tôi sẽ nán lại để cầu nguyện cho những ai có nhu cầu đặc biệt. We're going to stay here and pray for those who have a need. Đội tuyển xin chúng ta ra dùng ít thức ăn rồi sau đó chúng ta sẽ trở lại đây để cùng kích hoạt cho ban tổ chức của Đại hội Phục Hưng của chúng ta. Dream team, if you go out, get a little light snack, a light lunch, and then come back to join us for the kickoff meeting for Revival Conference Dream Team. Chúa ban ơn. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng.
Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.